Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng ngày Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Lục Tiêu Du đang nói chuyện với Lữ Chính Cường. Lục Tiêu Du hỏi Lữ Chính Cường về việc của huyền thiên môn. Thế nhưng Lữ Trinh Cường chỉ nói sau này Lục Thiêu Du tự khắc sẽ biết. Sau đó, Lữ Trinh Cường nhìn Lục Thiêu Du một cái, lập tức nói tiếp. Chuyện về thiên địa các, thì hẳn là Lục Thiêu Du cũng biết một chút. Ngày hôm qua, ta lấy được tin tức từ chỗ thiên địa các. Lục Trường dường như có một chiếc chìa khóa đã rơi vào trong tay thế lực của Thành Ma Vân. Phòng trường hiện tại, Thành Ma Vân cũng đã phái người tới Thành Cự Giang rồi bọn họ cũng đang muốn tìm hai chiếc chìa khóa còn lại. Thế được trong thành Ma Vân, công muốn được hai chiếc chìa khóa còn lại cũng khó đây. Lục Tiêu Du nói nhỏ, muốn tìm đủ ba chiếc chìa khóa, sợ là tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Kỳ thật, muốn tìm ba chiếc chìa khóa không khó, chỉ cần có một trong số ba chìa khóa là được rồi. Lượng Chính Cường nói, ba chiếc chìa khóa trong một khoảng cách nhất định thì sẽ tự động cảm ứng được sự tồn tại của hai chiếc còn lại. Ba chiếc chìa khóa hội tụ thì mới có thể biết được địa điểm của Huyền Thiên Bí cảnh. Sắc mặt của Lục Tiêu Du hơi đổi, trong tay của mình có một chiếc chìa khóa, nói không chừng có thể tìm được hai chiếc còn lại đấy. Trên người của ngươi bây giờ có một chiếc chìa khóa, hoàn cảnh của ngươi sợ là có chút nguy hiểm nhất, nhất định phải chú ý hơn." Lữ trinh Cường nghiêm mặt nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu đáp, điểm này trong lòng Lục Tiêu Du đã sớm đoán ra được hai người lại ở bên trong nói chuyện thêm một chút nữa rồi mới đi ra. Lúc này sắc trời cũng đã sắp vào đêm. Lục Tiêu Du tiễn Lữ Chính Cường ra tới bên ngoài đình viện. Sau khi nói với mọi người vài câu, lúc này quỷ tiên tử cũng đã an bài xong gian phòng cho mọi người nghỉ ngơi rồi. Nhớ lại lời Lữ Chính Cường đã nói, trong lòng của Lục Tiêu Du cũng trầm tư không ít. Đối với việc của huyền thiên môn, thì Lữ Chính Cường nhất định đã che giấu việc gì đó việc nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang muốn tiêu diệt huyện thiên môn bên trong nhất định là có không ít ẩn tình mà mớ bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh này xem ra nhất định là rất nhiều bằng không chủ nhân của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không tự mình tới đây không biết hai chiếc chìa khóa còn lại đang ở đâu khẽ thở dài một hơi lục thiên du lập tức thu hồi tạp niệm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện thổ thuộc tính đây mới là thứ cần làm đời bây giờ vào đêm bên trong thành cự giang vẫn cứ náo nhiệt như cũ chỉ trong vòng một ngày phi linh môn vốn không có chút tiếng tăm gì trong thành cự giang tự nhiên lại trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán nhiều nhất trong thành cự giang phi linh bồn dùng thực lực cường hãn tiêu diệt quỷ đao môn một cách vô cùng khoa trương ngay cả hai đại cường giả như hỏa đao vương và bệnh linh vương cũng không thể chạy thoát điều này càng khiến cho người khác sinh ra cảm giác lạnh lẽo tất cả các thế lực lớn bên trong thành cự giang, toàn bộ đệ tử của các đại môn đại phái đều được cảnh cáo là trong thời buổi rối loạn này, nhất định không được chọc tới phi đình môn. Các đại thế lực đang ở thành cự giang, làm sao không biết thời gian gần đây có nhiều cường giả kéo nhau tới thành cự giang. Chính là thời buổi rối ren, mỗi phiền toái của phi đình môn này đừng nên chọc vào thì hơn. Lục Thiết Du lúc này cũng không biết, lần này tiêu diệt quỷ đao môn nếu như gặp lúc bình thường thì khó nói, chắc mấy thế lực lớn trong thành cự giang sẽ không liên thủ tới về cổng phi tình buồn Mặc dù nội bộ thành cự giang rất phức tạp, nhưng đối với những thế lực từ bên ngoài tới đây thì vẫn là vô cùng bài xích. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lục tiêu du lại tiếp tục đắm chìm trong việc lĩnh ngộ. Loại lĩnh ngộ này, mỗi khi lục tiêu du đã tiến vào thì không cách nào tự kiềm chế lại được. Xung quanh cơ thể được bao trùm bên trong một cỗ quang mang màu vàng đất luồng quang mang này sáng khi sáng khi tối nếu như quan sát cẩn thận thì dường như nó đang tuần hoàn và biến hóa theo một quỹ đạo rất đặc thù đêm này xào sáng lấp lánh trăng tròn treo trên cao cũng không biết từ đâu bay tới một đám mây đen trên không mây đen rằng rằng che khuất một phần ánh trăng cả thành cự giang đều bị bao phủ bên trong một mảnh hụt ám cho đến giờ tí bên trong thành cự giang náo nhiệt cũng bắt đầu yên tĩnh dần trong phòng của Lục Tiêu Du. Bây giờ đang nằm nắm chìm trong một lĩnh ngộ, đột nhiên tu lại thủ ấn, cảm giác nhìn về phía bên ngoài phòng. Tiểu Long đang tại tu luyện cũng là lập tức thủ lại hoảng mang quanh thân, nhảy lên trên vai của Lục Thiêu Du, ánh mắt cũng mang theo vẻ cảnh giác, nhìn chăm chăm về phía bên ngoài. Nếu đã tới đây rồi, thì cần gì phải lén lén lút lút như vậy? xong mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, mở cửa phòng, trực tiếp đi ra bên ngoài trong phòng lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Linh hồn lực cũng không phải yếu, bất quá thực lực vẫn hơi thấp. Đúng lúc này, phía bên trên của gian phòng lập tức truyền tới một ba động rất nhỏ, một mảnh không gian trung chuyển khe khẽ. Hai đạo thân ảnh lập tức xuất hiện ngay phía trước mặt của lục tiêu du. Hai người một người vẫn hắc bào, một người mặc nho phục màu xám. Ngay cả đầu cũng bị một cái áo bào màu xám che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt hệt như mắt mèo trong đêm tối lóe ra hàn quang u u, một quang vô cùng sắc bén. Hắc ám thiền vương. Hai người vừa xuất hiện, Lục Tiêu Du coi như nhà nhận thức một người trong đó. Người vẫn hắc bào chính là hắc ám thiền vương. Lục Tiêu Du, hôm nay xem ngươi chạy đi đường nào. Hắc ám thiền vương vừa nhìn tới Lục Tiêu Du, đôi mắt đạn lóe ra lạnh ý. Kẻ mà mình muốn đối phó, nhưng cứ chạy thoát hết lần này tới lần khác. Hôm nay hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát được các người có tự tin quá hay không vậy lục tiêu du quát lên một tiếng âm thanh vang vọng trong không gian tiểu tử chẳng lẽ người còn không cảm giác được hay sao không gian ở nơi này đã bị ta phong tỏa rồi người ngoài căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở trong đây cho dù là có động tĩnh lớn hơn nữa thì bên ngoài cũng không thể nào biết được đâu thân ảnh vận áo bảo xám nhìn lục tiêu du trong mắt lộ ra một cỗ trêu chọc đáng chết trong lòng lục tiêu du thầm mắng một tiếng sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn lên. Hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được chung quanh không được bình thường. Năng lượng không gian ba động chung quanh cực kỳ quỷ dị. Nếu ở tình huống bình thường, thì sợ là Bạch Linh sẽ phát giác có cường giả tới sớm hơn mình. Phong tỏa không gian, thủ đoạn bậc này không phải người bình thường có thể bố trí được. Cho dù là mỗi một mình tên hắc ám thiên vương này thôi, mình cũng không thể nào đối phó nổi. Huống hồ, còn có người vận áo bảo xám này nữa. Thực lực của người này sợ là còn mạnh hơn cả hắc ám tiên vương. <laughs> Hôm nay, tên tiểu tử nhà ngươi rất kiều ngạo, khoa trương ở quỷ đao môn. Hiện tại liền hết kiều ngạo nổi rồi chứ gì. Mau thành thật mà đi theo bọn ta. Có lẽ sẽ đỡ phải chịu đau khổ một chút. Ngoài ra nghe nói, trên người của ngươi còn có một chiếc chìa khóa của huyền thiền bí cảnh có đúng không? Mau giao ra đây luôn đi. Bây giờ ánh mắt của hắc ám tiên vương chợt lóe lên, vẻ âm lệ nhìn về phía lục thiêu du nghe những lời hắc ám thiên vương nói ánh mắt của lục thiêu du lập tức trầm xuống bên trong đại điện lúc sáng những người biết mình có chìa khóa của huyền thiền bí cảnh cũng chỉ có nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang còn có ma tâm cốc thiền nhất môn bách linh tông và song đao môn mà thôi đám người linh vũ giới này nếu biết được nhanh như vậy đủ để chứng minh bên trong ma tâm cốc thiền nhất môn bách linh tông và song đao môn nhất định đã có người của linh vũ giới Người của nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang, hẳn là chết tới mức có quan hệ gì tới lĩnh vũ giới. Nhưng chuyện này cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lão đại, thực lực của hai người rất mạnh. Âm thanh của Tiểu Long vang lên trong tài của Lục Tiêu Du. Phải liều thôi, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động. Toàn thân trên dưới đều vào trạng thái tập trung để phòng cao độ. Tên hắc ám tiền vương đứng trước mặt thì khỏi cần phải nói. Những người mặc áo bảo màu xám thì tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Từ trên người kẻ này, Lục Tiêu Du cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Muốn chống lại hắn thì e là mình còn chưa có bản lĩnh ấy. Cơ hội duy nhất chính là chống đỡ được một lúc. Nói không chừng, Bạch Đình phát hiện ra điều khác thường, sẽ ra tay phá vỡ không gian phong tỏa này thôi. Một tên vũ xuất nhỏ nhỏ, tự nhiên lại muốn động thủ. Ta nói cho người biết, không gian phong tỏa của ta có chút đặc thù. Ta biết rõ nơi này còn có một vũ vương và linh vương, cộng thêm một con cửu vị yêu hộ thất dài trùng kỳ. Chỉ là nếu muốn phát hiện ra không gian phong tỏa của ta, thì sợ là không thể nào. Cảm giác được khí tức trên người của lục thiêu du, ánh mắt của người vận áo bảo dám lé lên, khở hững, mở miệng nói. tam thiên, lưu vân thủ. Đúng vào lúc này, ánh mắt của lục thiêu du trầm xuống, dưới chân lé ra một đoàn khí toàn toàn, trên không trung lập tức tụ tập lại, tạo thành một đám mây trắng dày. Thủ ấn xuất hiện, một đạo trường ấn ẩn ẩn hiện ra. Trong nháy mắt, tiếp theo, liền hung hăng nện thật mạnh lên trên không trung. Chính nghe ầm một tiếng, trong nháy mắt này, thủ ấn trong tay lục tiêu du lập tức đánh ra, mang lên một tiếng trầm đục. Một trường này của lục tiêu du cũng lập tức bị một đạo bích chướng vô hình ngăn cản. Một đạo trường ấn đủ để chống đại vũ xuất cửu trọng lúc này tự nhiên lại bị đạo bích trướng vô hình đó cản lại, đủ khiến cho bích trướng tạo thành những dao động rất nhỏ, tựa như sóng lan ra, giống như ném một hòn đá vào bên trong mặt hồ tĩnh lặng. Không gian phong tỏa này thật là mạnh. Ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống, trong lòng lập tức cảm thấy thất kinh. Không gian phong tỏa cường hãn tới cỡ đó, bản thân của mình khó mà xoay chuyển nổi. Tiểu tử, ta đã sớm nói rồi, người căn bản không thể nào chạy thoát được đâu lần này không ai có thể cứu được ngươi rồi. Ánh mắt của hắc ám thiên vương trầm xuống, cười lạnh khinh khỉnh, lạnh ý trong mắt cũng ngày càng thịnh hơn. Tiếng nói vừa dứt thì thân hình của hắc ám thiên vương cũng vừa động, xẹt tới bên cạnh lục tiêu du nhanh như tia chớp. Lòng bàn tay lập tức phun ra một đạo chân khí màu lam, năng lượng thủy thuộc tính hội tụ, trong nháy mắt liền công một đạo thất tuyện mà trình tề đẻ xuống. Tốc độ của vũ vương ngũ trọng như hắc ám thiền vừng là cực kỳ nhanh, tựa như là thuấn si xuyên phá không gian vậy. Chỉ vừa mới động một cái, đã xuất hiện cách lục tiêu du, chỉ có một chút. Trần khí màu làm trong tay, tuôn ra, mang theo kinh khí sắc bén, ao ao, lao tới chỗ lục tiêu du một cách hùng hẳn. <laughs> Muốn đối phó với đạo đại của ta, không có dễ như vậy đâu. Đúng vào lúc này, thân hình nho nhỏ của tiểu long lập tức hóa thành một đạo hoàng mang. Ánh mắt là lé lên, khắp người lé lên hàn quang, Kỹ tức bàng bạc áp xuống trong miệng phun ra một gụm hỏa diễm màu vàng bắn về phía hắc ám thiền vương hỏa diễm màu vàng vô cùng nóng bỏng cả không gian cũng lập tức trở nên hừng hực không gian gợn sóng trong nháy mắt này liền trực tiếp biến thành một màu đỏ rực chân khí tất luyện do thuộc tính thủy ngừng tụ thành trong tay của hắc ám thiền vương bắn ra dưới đạo hỏa diễm màu vàng của tiểu long không ngờ lại trực tiếp hóa thành một luồng xương mù rồi dần dần tiêu tán đây là yêu thú gì cảm giác được hỏa diễm do tiểu long phun ra sắc mặt của thân ảnh vẫn áo bảo tím thoáng cái liền hơi đổi đưa mắt nhìn về phía hỏa diễm màu vàng kim của tiểu long gương mặt của hắc ám tiên vương liền trầm xuống khoe mồi nhếch lên cười lạnh bàn tay to siết chặt lại khuỷu tay hơi co trên khí màng theo thuộc tính thủy màu lam ngưng tụ một cách nhanh chóng sau đó hóa thành một đạo thủy mạc khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hỏa diễm màu vàng của tiểu long hỏa diễm màu vàng của tiểu long trước đám hơi nước này cũng không cách nào đốt sạch được. Một cốt lực lượng bàng bạc, vô hình đè ép xuống, khiến cho tiểu long có vẻ cũng không dễ chịu gì. Một con yêu thú nho nhỏ, màu cút đi. Hạc ám tiền vương vô thành vô tức xuất hiện trước màn hơi nước. Thủ ấn kết xuất, nện một đạo quyền ấn ngoan độc xuống chỗ tiểu long. Kinh phong ẩn chứa trên quyền đầu xé rách không khí. Một cỗ khí tức vô hình chấn khai không gian gợn sóng. Tiểu long lúc này cũng lé lên tình mạng. Ánh mắt đại biến, thân hình trong nháy mắt liền biến thành khổng lồ chừng 600 mét, to như một ngọn núi nhỏ, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, long trảo sinh vân, cái đuôi lớn đột nhiên dơ lên, quét ngang không gian, không gian gợn sóng, hai bên rung chuyển lan ra nhanh chóng, cuối cùng liền đỡ lấy đạo quyền ấn của hắc ám thiên vương. Chỉ nghe bùm một tiếng, âm thanh trầm đục vang lên tại nơi tiếp xúc của quyền ấn và cái đuôi, kinh kích cường mãnh bên trong quyền đầu đánh cho cái đuôi lớn của tiểu long bị lõm xuống một chút một cỗ kinh khí vô hình nháy mắt liền tuôn ra dữ dội khắp nơi thân thể to lớn của tiểu long trực tiếp bị đánh bay mặc dù tiểu long rất cường hãn nhưng so với hắc ám tiền vương thì vẫn còn chưa đủ thực lực vũ giả toàn hệ tiền phu này đúng là không tệ bảo vật của lục gia các người chắc là cũng chỉ có ở có thể ở trên người của ngươi mà thôi bắt được người rồi thì coi như lập được một đại công thân ảnh của người mặc áo bào tím nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, liền có một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra dữ dội, tay áo vùng lên một cái. Trong không gian trực tiếp xuất hiện một đạo trào ấn, đánh ra, bẻ gãy không gian, trực tiếp như muốn xuyên thấu qua không gian, mang theo kinh khí cuồn cuộn, chấn động không gian gợn sóng, làn ra điện tục, lập tức ập về phía của lục tiêu dù. Linh vương cao trọng sao? Cũng ngay lúc này, lục tiêu dù mới biết rõ, người này cũng là linh vương. Theo ký thức mà xem, thì thực lực của hắn ít nhất cũng đã tới lĩnh vực bát trọng. Một đạo trào ấn trực tiếp đánh xuống, lục tiêu du vội vàng lùi lại, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, tựa như quỷ bị Trong lòng thì vô cùng căng thẳng, nhưng thủ ấn thì vẫn lặng lẽ kết xuất. Tốc độ kể ra cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn còn chưa đủ thôi. Nhìn thấy tốc độ của lục tiêu du, thủ ấn của người mặc áo bào xám lập tức biến đổi, đạo trào ấn cũng lập tức biến hóa, chỉ nghe vang lên một tiếng suy suy một đạo trào ấn lập tức như muốn vặn gãy cả không gian, nháy mắt lại ập xuống lần nữa. Trào ấn phá không hiện ra, mang theo kình phòng cường hãn thổi tung mọi thứ. Trong lúc nước rồi lửa bỏng, lục tiêu du cũng trực tiếp xoay người, xung quanh người cũng đã bố trí thành linh khải giáp. Trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý, bên trong không gian phong tỏa này, cùng và là dù nhìn tít thi thiện thêm huyện ảnh thành vũ dực thì cũng không thể chạy thoát được, chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi. Chỉ trong chớp mắt này, trong tay của Lục Tiêu Du đã xuất hiện hai cái quy đoàn trói mắt. Hạc mạng bên tay trái bắt đầu khởi động một cường quang. Một hình ảnh thú thể có dạng quy xả tường giao thần dị. Thứ này còn vô cùng sống động, mang theo một cậu uy áp cự đại. Khí tức năng lượng bàng bạc, lúc này cũng lặng lẽ chậm rãi mà lan tràn ra bốn phường tám hướng. Trên tay của Lục Tiêu Du lúc bấy giờ, có một thú thể thất thải chu tước hiện lên. Năng lượng nóng rực lan ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức bị chấn cho lan ra như gợn sóng trên mặt hồ. Lúc này năng lượng cường hãn ẩn chứa bên trong hai đoạn năng lượng thể hình thú đó đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khí tức quanh thân cũng khiến cho kẻ khác cảm thấy rùn sợ. Trung quanh hai đạo năng lượng thú thể này, ngay cả không gian cũng trở nên vạn vẹo. Không gian cợn sóng cũng trực tiếp lan ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, chân khí trong cơ thể hùng hằng đè áp ra, thoáng chốc liền áp hai tay lại, khiến cho hai đạo năng lượng thú thể hùng hăng đụng mạnh vào nhau. chính nghe bùm một tiếng, không gian run lên một cái. Trong không gian, ký tức lại biến đổi một lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể kia đã hoàn toàn nhập lại với nhau. Quang đoàn lập tức mở rộng ra tới chừng hai thước. Bên trong quang đoàn, thú thể của tất thải Phượng Hoàng và mặc hắc quy xả kia cũng là bắt đầu cuộn lại cùng nhau. Không gian run lên, trên không trung lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố lập tức ùa vào từ bốn phương tám hướng một cỗ năng lượng quỷ dị bị bắt đầu hội tụ năng lượng khủng bố đó do nó phát ra đã bắt đầu khiến không gian khí lưu biến dạng lúc này không gian phong tỏa trong thân ảnh mặc áo bào xám tạo ra cũng bắt đầu xuất hiện bà động đây là vũ kỹ gì thân ảnh mặc áo bào màu xám kia nhìn động tĩnh do lục tiêu dù tạo ra lúc này cũng vô cùng kinh ngạc đạo trào ấn trên không trung cũng đánh xuống không chút do dự. Chủ tước huyền vũ quyết. Đưa mắt nhìn về phía đạo trào ấn đang ập xuống. Lục tiêu du hét vang một tiếng, đẩy năng lượng thú thể trong tay ra. Một cỗ năng lượng cường hãn bắt đầu tuôn trào dữ dội. Không gian cũng rung chuyển một trận. Không gian gợn sóng lan ra liền biển dồn dập như sóng dậy mặt hồ. Ba tiếng thú kêu phóng thẳng lên trời. Thu ảnh khổng lồ hóa thành lớn cỡ hơn ngàn thước, hòa diễm trên người của thất thải phượng hoàng dường như lan mạnh ra huyền vũ quy xà quấn nhau hai cái đầu đáng sợ gầm lên mang theo một cậu uy áp cự đại bao vây một mảng năng lượng sóng nước một giây sau hai đạo năng lượng tú thể dày dừa tường rào này khựng lại một chút mang theo một cậu uy áp mãnh liệt dị thường cùng với năng lượng ba động liền trực tiếp đánh lên đạo trào ấn do người mặc áo bảo xám kia đánh tới giữa lúc đó cả hai đạo năng lượng công kích đều ẩn chứa năng lượng cường hãn tới mức khủng bố liền đụng vào nhau ở giữa không trung lập tức tạo thành một tiếng nổ vang rền như sấm đánh tựa như sấm rền liên tiếp mãi không dứt nơi mà hai đạo công kích cường hãn này va vào nhau lập tức bắn ra một đạo hào quang chói mắt tiếp theo sau là một cỗ năng lượng ba động giống như thực chất kia bắt đầu điên cuồng lan ra không gian chung quanh dưới cỗ năng lượng đáng sợ nổ tung kia lập tức trở nên gấp khúc cơ hồ là cùng lúc đó, hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ kia cũng lập tức nổ tung, hóa thành một mảng biển lửa rợp trời. Còn cái thú thể quy xả kia nổ tung thì trực tiếp hóa thành một đảo thủy lãng thao thiên, cuồn cuộn giữa không trung, tựa như biển gầm. Hỏa diễm lập tức phun trào, khói xám cuồn cuộn, sóng nước dữ dội đánh tới. Trên không trung trực tiếp lâm vào sự hỗn loạn. Hỏa diễm sóng nước, câu năng lượng bà động khủng bố tràn gặp không gian này, khiến cho bích chướng phong tỏa không gian xung quanh cũng trực tiếp trở nên rùng chuyển hẳn lên. Dầm một tiếng, kinh khí áp xuống, cũng ngay lúc này, thân hình của lục tiêu du cũng trực tiếp bị đánh bay, thành linh khải giáp trên người lập tức ảm đạm vô quang. Bây giờ trong miệng của lục tiêu du phun ra một búng máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đẩy văng ra sau với chục thước. Lão đại! Bàn tay khổng lồ của tiểu long chỉ vừa mới rót xuống ở cách đó không xa, lập tức nhào tới bên cạnh lão đại của nó ánh mắt lộ ra lạnh ý, nhìn về phía hắc ám thiên vương và thân ảnh mặc áo bảo xám kia. Tiểu Long, để không sao chứ? Cố gắng cưỡng chế ngăn chặn chân khí cuồng loạn, khiến trong ngũ tạng lục phủ đảo lộn trong người. Lục tiêu Du lập tức hỏi Tiểu Long. Tiểu Long vừa rồi cũng mới bị hắc ám thiên vương đánh bay. Để không sao, tên hắc ám thiên vương này còn chưa đã thế để được. Tiểu Long nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là có chút bản lãnh, vũ xuất thất trọng mà thôi, không ngờ lại có thể thúc giục ra lực công kích của Vũ Vương. Chẳng trách, người ở bên trên cũng bắt đầu hơi coi trọng nhà ngươi rồi. Chẳng qua là nhà ngươi vẫn còn chưa đủ đâu. Nhìn vào lục tiêu du, thân ảnh vận áo bảo tím hiện ra từ bên trong không gian hỗn loạn. Trong ánh mắt có một chút kinh ngạc. Hắn biết rõ một kích vừa rồi của đối phương có ủy lực cỡ nào. Lực công kích của Vũ Vương nhất trọng bình thường, sợ là cũng chỉ có tới đó mà thôi. Tiếng nói bây giờ vừa dứt, ánh mắt của kẻ mặc áo bào xám này lập tức trở nên lạnh lẽo linh lực lại đột nhiên tuôn ra từng bước từng bước đi tới bàn tay vừa đặt liền có thêm một đạo trào ấn tiếp tục đánh về phía lục thiêu dù <laughs> ta xem các ngươi có thể làm gì ta được lúc này đôi mắt của tiểu long lóe qua một cỗ lạnh ý cũng ngày lúc đó trong nháy mắt quanh thân lập tức có một cỗ đạo quang quang bằng quỷ dị lập tức tuôn ra tràn ngập một cỗ ký tức bàng bạc đột nhiên bắt đầu khuếch tán tiểu yêu thú nhà ngươi đúng là không phải thứ tầm thường làm tòa kỵ cũng không tồi thân ảnh vận áo xanh nhìn bản thể của tiểu long dường như cũng không nhận ra gì từ bản thể của tiểu long chỉ cảm giác được khí thức trên người tiểu long cực kỳ cường hán ánh mắt trầm xuống một đạo quyền ấn trong nháy mắt liền đánh xuống tại ngày lúc này trong không gian chung quanh lập tức truyền đến tiếng nổ vang trời không gian chung quanh tầng bích chứng vô hình kia trực tiếp bị nứt ra một cái đuôi lớn màu trắng nháy mắt đâm vào trong. Bây giờ ngăn cản trực đạo trào ấn do kẻ mặc áo xám đánh ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai đạo lực lượng trực tiếp va chạm vào nhau. Lúc một tiếng nổ vang trời như sấm dậy vang lên, thì một đạo thú thân khổng lồ màu trắng trực tiếp bị chấn khai, thân thể to lớn bị đẩy lùi lại, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững, mặt đất dưới chân cũng trực tiếp bị nứt. Trưởng môn! Lúc này, đột nhiên có mấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung đám người đông vô mệnh quỷ tiên tử tả thiên khung lộc xuân lão nhân thành hỏa lão quỷ và huyết mị đã vội vàng đuổi tới bạch linh tỉ đám người bạch linh vừa xuất hiện thì tiểu long cũng lập tức thu hồi khí tức thần dị trên người không ngờ người lại có thể phát hiện ra không gian phong tỏa của ta đúng là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên đây nhìn thấy đám người phi linh môn đột nhiên xuất hiện ánh mắt của thân ảnh vận áo bảo xám có hơi chút kinh ngạc tiếp theo lên cười lạnh thực lực của đám người vừa tới cũng chẳng có ai đủ mạnh để hắn phải đặt vào trong mắt cả. Không gian phong tỏa mà thôi, còn chưa qua mắt ta được đâu. Bản thể của Bạch Linh run lên, yêu nguyên cuồn cuộn, bộ lồng trắng bút trên người dựng lên. Trong lúc khí tức toàn thân khởi động, thì không gian chung quanh cũng biến dạng, tự nhiên lại đánh lén, đúng là vô sỉ. Thiên động yêu lòng lăng không mà tới, mặt như sao, nhìn một cái liền đoán ra thực lực của hai người bọn họ ai cũng là kẻ cực kỳ khủng bố. Hừm. cũng tới đây hết cả rồi, vậy thì ta vất vả một chút cũng được, giải quyết hết một lượt, khỏi phải lưu lại hậu họa. Đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt của hắc ám tiên vương trầm xuống, một cỗ lạnh ý lập tức tràn ra. Vậy thì phải xem, các người có bản lĩnh này hay không cái đã. Bản thể của Bạch Linh đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người, trong mắt lóe ra một cỗ lạnh ý dọa người. Trong lòng Bạch Linh Lúc này cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng, một trong hai kẻ kia đã là linh vương bát trọng, nàng muốn đối phó nổi là chuyện không thể nào được. Nếu như là linh vương thất trọng thì có lẽ mình có thể ngăn chặn được một chút. Vừa rồi nếu như không phải cái không gian này rung động một phen, cộng thêm tâm cảnh của mình không tệ, thì khó mà phát hiện ra ngay bên cạnh mình, tự nhiên đã bị người ta bố trí không gian phòng tỏa. Cửu vị yêu hồ thất giai, người đến thất giai hậu kỳ thì có lẽ còn được. Thật ra trùng kỳ thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Thân ảnh mặc áo bảo xanh nói xong thì trong tay lập tức kết xuất thủ ấn. Một cỗ linh lực bắt đầu trực tiếp khởi động. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng. hắc ám thiền vương Tăng ngăn cản bọn họ, người màu đối phó tên tiểu tử kia. Lời vừa dứt thì không gian xung quanh thân ảnh mặc áo xám kia đột nhiên trở nên vặn vẹo. Thân ảnh lập tức lao thẳng xuống dưới. Chỉ nghe ngao một tiếng, Bạch Linh gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền nhảy ra bảy cái đuôi lớn xuyên tốc không gian mang theo bảy đạo kinh khí bén nhọn áp xuống phá cho ta trong tay của kẻ mặc áo xám kết xuất thủ ấn không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo trong nháy mắt linh lực bàng bạc lập tức hội tù thành vô số đạo quang trụ đánh tới trong nháy mắt này hắc ám thiên vương cũng lao thẳng về phía lục thiêu du hơi nước màu xanh quanh người bắt đầu khởi động cả không gian cũng hơi run lên một chút cũng ngày trong lúc ấy, ánh mắt của mấy người đồng vô mệnh, quỷ tiên tử bạch oánh, huyết mị, thiên động yêu lòng đều trầm xuống, nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ công kích. Muốn tìm chết phải không? Các người còn chưa đủ thực lực đâu. Ánh mắt của hắc ám thiên vương trầm xuống, canh tay thoáng chốc liền run lên, xung quanh người hắn có hơn vời đạo thủy tiễn do năng lượng thuộc tính thủy tạo thành. Nhánh mắt liền vạch phá không trung, lao thẳng về phía đáp người ở đằng trước. Mỗi đạo thủy tiễn này đều trực tiếp chấn khai không gian, tiếng xe gió bén nhọn gần như muốn xé rách luôn cả không gian. Trong nháy mắt, khi từng đạo thủy tiễn này trực tiếp lao tới chỗ mọi người, thì thân ảnh của hắc ám thiên vương này nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh lục tiêu du rồi. Sắc mặt trầm xuống, đồng tử co lại, một cỗ âm khí đột nhiên lại tản ra, cười lại một tiếng. Tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi lần này đâu. Lời vừa dứt, thì lam quang trong tay hắc ám thiên vương lập tức lóe lên một quyền được bao phủ bởi năng lượng thuộc tính. Bàng hoàng là bằng bạc nện thật mạnh về viết lục tiêu du. Lão đại, để ta cản cho. Tiểu Long kẹo quát lên một tiếng, thân thể to lớn cuộn lại rồi lập tức lướt ra thật nhanh. Lình vũ giới đúng là ngày càng càng có quá quát. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên không trung đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn đột nhiên hạ xuống. Sau đó, ở trên không lập tức vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang đền này, hắc ám tiền vương lập tức nhìn chằm chằm về phía trước. Khí tức của người vừa mới tới, rõ ràng là mạnh hơn hắn rất nhiều. Thân hình đang vọt tới, cũng đột nhiên khựng lại. Trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi. Chính mình trong lúc vô hình, tự nhiên lại có cảm giác bị trói buộc. Lùi lại cho ta! Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, tựa như bẻ gãy không gian, mang theo một cỗ khí tức cường hãn một tiếng quát lạnh lập tức vang vọng khắp trong không gian. Âm thanh vừa xuất hiện thì cả không gian cũng hơi rùn dậy. Trong nháy mắt, khi hắc ám thiền vương đột nhiên cảm giác được ký tức của người này, thân hình đột nhiên chật tủ động. Chân khí trong cơ thể đột nhiên tuôn trào dữ dội, thân hình lóe lên lập tức lùi lại. Ngay tại khi hắc ám thiền vương vội vàng lùi lại, thân ảnh màu xanh trắng kia cũng lẹt xẹt qua nhanh cho không gian. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở phía trên hắc ám thiền vương sắc mặt của hắc ám thiên vương nháy mắt liền đại biến trên khí thủy thuộc tính trước người lập tức ngưng tụ thành một đạo thủy giao màu xanh thật lớn đạo thủy giao này giống như vật sống vậy từng sợi từng sợi hơi nước quanh quẩn lập tức bộc phát ra làm quảng trói loạn tựa như phi lòng bay thẳng lên trời mang theo lực lượng khiến cho lòng người sợ hãi và không cuồn cuộn lao về phía người tới chỉ là chút tải mọn mà thôi người tới cười lạnh một tiếng cùng lúc đó lực lượng bàng bạc lay động quanh thân có một cỗ khí tức cuồng bạo bây giờ nhanh chóng xuất hiện cuốn lên dữ dội hệt như vòi rồng bên dưới cơn phòng bạo này bắt đầu từ mặt đất có một dòng khí lưu xới tung một phần mặt đất tạo thành vô số vết rạn nứt đất cát bay đầy trên không trung phù tiền cai địa bắn tung khắp nơi năng lượng khủng bố tràn ngập một cỗ cuồng phong khổng lồ tích cực hạn gừng tụ trong nháy mắt liền bóp nát còn làm sắc thủy rào của hắc ám thiền vương ở bên trong lúc hai cỗ năng lượng đụng vào nhau có vô số hảo quang xẹt qua chỉ nghe rầm một tiếng trong nháy mắt tiếp theo màu lam thủy dao do hắc ám thiên vương gừng tụ thành trực tiếp tán loạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được hóa thành từng mảnh nhỏ bên trong cơn cuồng phong có thể xé nát không gian kia một cỗ lực lượng đánh sang hùng hằng nện lên người của hắc ám thiên vương dưới cỗ lực lượng này thân thể của hắc ám thiên vương bị đánh cho lảo đảo lùi lại như gặp phải trọng kích cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của phần đồng cường giả phi linh môn chỉ thấy mỗi một bước chân của hạc ám tiền vương lùi lại lực đạo đáng sợ kia liền tạo thành một cái hố sầu dưới mặt đất trong miệng tìm phun ra một ngụm máu tươi quả thật là cường hãn đám người của phi linh môn theo lục tiêu du bây giờ lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ trong lòng thực lực của người này đúng là cực kỳ cường hãn hạc ám tiền vương tự nhiên chỉ một chiêu đã bị trọng thương Lục tiêu Du bây giờ nhìn về phía người vừa tới. Người này vận trường bào màu xanh trắng, cũng mang theo một cái đấu đồng. Không cách nào mà nhìn thấy rõ cương mặt của hắn. Thế nhưng nhìn từ khí tức quanh thân thì khí tức của người này còn mạnh hơn kẻ mặc áo xanh kia nhiều. ngay tại lúc Lục Thiêu Du đang đánh giá hắn thì sau lưng của người vận đấu bồng này vang lên mấy tiếng xé gió. Lập tức có 9 đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức của 9 người này cũng vô cùng cường hắn nhưng ai cũng đều các đấu bồng đặc biệt là có hai người trong số đó, khí tức cũng đã có tới trình độ vũ vương. Theo khí tức mà nói, thì cũng không phải là loại vũ vương tầm thường. Xin cho hỏi, các cả là ai? Kẻ mặc áo xám vừa đẩy lùi bản thể khổng lồ của Bạch Linh ở cách đó không xa. Nhìn tới cảnh này, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh hái. Thực lực của người vừa mới tới hình như còn cao hơn cả hắn. Ta là ai thì ngươi không cần phải biết. Bất quá, ta lại biết ngươi là không linh vương là lão quái thành danh trên trăm năm. Lại ra tay đánh lén một tiểu bối, thật đúng là không biết xấu hổ. Người tới lạnh lộng lại đáp một cách thản nhiên. Ta còn nói là ai đây? Hóa ra là phòng sát đại danh đỉnh đỉnh. Người này không có dính dáng gì tới ngươi. Lẽ nào người muốn nhảy vào cái vũng nước đục này chắc? Đưa mắt nhìn kẻ vừa tới. Sắc mặt của kẻ mặc áo xám lập tức trầm xuống. Ánh mắt cũng biến đổi thêm một lần nữa. Từ cách ăn mặc và khí tức của đối phương mà đoán hắn rốt cuộc cũng nhớ tới một người, một người khiến cho không ít kẻ phải kiềng kỵ. Ta gặp được thì sẽ có liên quan tới ta, vũng nước đục này ta không thể không bước vào được sao? Người thần bí được gọi là phong sát, trầm giọng lạnh động mà đáp. Các hạ muốn nhúng tay vào, ta sẽ nhớ kỹ, núi không chuyển thì nước phải chuyển, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên, biết rõ hôm nay phải trở về tay không rồi. Với thực lực của đối phương, thì mình tuyệt đối cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi gì. Đưa mắt ra hiệu, hắc ám thiền vương lập tức hiểu ý. Người nhanh chóng đứt đi, không rời đi. Uy hiếp ta lại còn muốn đi dễ dàng như vậy sao? Đã vậy, ta sẽ tiễn các người đi một đoạn. Phòng sát lạnh dọc đáp, quanh người hắn lúc này lập tức có một cỗ năng lượng phong thuộc tính bàng bạc, nháy mắt liền hội tụ trở lại. Cũng cùng lúc đó, một cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ cũng hội tụ lại trong tay tạo thành một đạo trường ấn mạnh bạo. Giờ tay đánh ra một trường, trong nháy mắt, trường ấn liền khiến cho không gian rùng lên, sau đó phá không hạ xuống, trực tiếp đánh về phía hai người không linh vương và hắc ám thiên vương. Bây giờ chỉ nghe phanh một tiếng, trường ấn đánh ra, hết thảy chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngay sau đó, hai người hắc ám thiên vương và không linh vương trực tiếp bị đánh xuống, không gian cũng như muốn sụp đổ. Sau đó là một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh nổi, trực tiếp xuyên thấu qua không gian bắt đầu tàn sát bừa bãi khắp nơi giữa không trung ẩn ẩn truyền tới hai tiếng rền rị sau đó lập tức vang lên một tiếng hét trói tai phòng sát lần sau gặp lại bản vương nhất định không để cho người yên đâu. khổng linh vương ta sẽ chờ ngươi phòng sát chắp tay đứng đó không thể nhìn thấy ánh mắt nhưng trong vô hình vẫn có một loại khí phách lộ ra khí tức này đúng là rất quen thuộc chỉ cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du nháy mắt cảm thấy dường như đã từng biết rồi. Chỉ là người này không dùng chân diện mục, mình nhất thời cũng khó mà đoán ra. Thiếu Du, Tiểu Long, các người không sao chứ? Một đạo thân ảnh uyển chuyển màu trắng nháy mắt liền tới bên cạnh Tiểu Long và Lục Thiếu Du. Đây đúng là Bạch Linh đã thu hồi bản thể, lúc này gương mặt của Bạch Linh cũng có vẻ tái nhợt. Một vài vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Nàng thì sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Bạch Linh Bạch Linh vừa rồi cũng bị ăn không ít thiệt thòi. Ta không có gì, Bạch Linh nói. Như vậy, chúng ta cũng không sao cả rồi. Xin đa tạ phòng sát tiền bối đã tưởng trợ. Nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì, Lục Tiêu Du mới thì lễ với phòng sát đang ở giữa không trung. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không nhớ ra người này là ai. Cảm giác quen thuộc khi này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ít nhất là mình đã từng gặp qua người này rồi. Ta giúp người lần này cũng không phải không công đi theo ta, ta có chuyện cần tìm người giúp. Phong sát truyền âm nói trong tai của lục tiêu du. Lục tiêu du có thể cảm giác được ánh mắt của phong sát dường như vẫn luôn đặt trên người của hắn. Đình viện xung quanh đều bị phá hủy, trải qua động tĩnh bàn nãy, cũng đã dẫn tới không ít người tụ tập tới xung quanh nhỏ ngó. Sau một lát, bên trong một đình viện khác, lục tiêu du ý bảo đám người bạch linh tiểu long, huyết mị đứng bên ngoài đợi mình còn hắn thì theo phong sát đi vào một căn phòng nhỏ. Đây là một đình viện khá trang nhã, dường như là một khách sạn có giá trị khá xa xỉ. Lúc này đã bị người ta bao hết bên trong tiểu sảnh. Sau khi bố trí một đạo cấm chế, phòng sát liền nói, Người ngồi đi. Ánh mắt của lục tiêu du lóe lên, lập tức đi vào bên trong tiểu thính, ngồi xuống, thấp giọng nói, Tiền bối, không biết bọn ta gọi tới là có chuyện gì? Tiền bối cái gì chứ, nếu không phải ta vẫn luôn đi theo ngươi, thì là sợ lần này, ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Đúng lúc này, âm thanh của phong sát nháy mắt đột nhiên biến đổi, gỡ đấu bổng xuống, tay áo vùng lên, lập tức ngồi xuống đối diện lục tiêu du. gương mặt quen thuộc kia cũng lập tức xuất hiện trước mắt lục tiêu du. Người này tuổi chừng hơn 40, hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo một tia thầm thúy, khiến cho không gian có thể nhìn thấu. Cái mũi thẳng tắp, ngũ quan như được đào khắc lộ ra lạnh tuấn góc cạnh rõ ràng. Trường bào màu đen, cả người lộ ra vẻ cuồng dạ, không cầu nệ, ta mị gợi cảm, toàn thân phát ra một loại khí phách ủy chấn thiên hạ. Nhạc vụ, lục tiêu du lập tức sửng sốt, cờ hồ cứng họng, cứng mặn, gương mặt này chính là nhạc vụ vần khiếu thiên của mình, trừ hắn ra thì không còn người thứ hai. Tham kiến nhạc vụ, lục tiêu du lập tức đứng dậy hành lễ, đúng là thật không ngờ, người này tự nhiên lại chính là nhạc phụ vần tiếu thiền của mình. Thế nào, nếu không phải ta thì ai có thể cứu tiểu tử nhà ngươi? Ánh mắt của vần khiếu thiền lóe lên, nhìn chăm chăm vào đục thiếu du, sang mặt trầm xuống nói. Mấy năm nay, cánh của tên tiểu tử ngươi liền cứng cáp rồi, thậm chí còn nhấc lên quan hệ với cả linh thiền môn. Người không cảm thấy mình đang phụ lòng hồng lăng và vô song đang ở vần dương tông đợi người hay sao? Nhạc phụ, tiểu tế mặc cho lúc bình thường, Lục Tiêu Du có giỏi ứng đối cỡ nào đi nữa. Lúc này nhắc tới việc ấy cũng khiến cho hắn nghẹn lời ngay lập tức. Người nói đi, tới lúc đó người định sẽ ăn nói thế nào với Hồng Lăng và Vô Song hả Vân khiêu Thiền lại hỏi. Nhạc phụ đại nhân, lần này tiểu tế đúng thật là không nghĩ chu toàn. Chỉ là tiểu linh thật sự rất quan tâm, chiếu cố cho tiểu tế. Kinh xin nhạc phụ đại nhân thành toàn cho. Lục Tiêu Du bây giờ thi lễ rồi nói việc này đúng là khiến cho mình lo lắng rất nhiều đầu tiên là mình không có báo cho vân dương tông quả thật chính là không thèm để ý tới cảm nhận của vân dương tông sau lại không biết phải ăn nói với vân hồng lăng và vô song thế nào mới phải tiểu tử nhà người thật là hành sự lỗ mãng vân tiêu thiên nhìn lục tiêu du một cái rồi lập tức nói đều là nam nhân ta cũng có thể hiểu được việc này ta cũng không tính quản chỉ cần hồng lăng và vô song không có ý kiến gì thì thôi còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Chỉ là tiểu tử ngươi muốn nhấc lên quan hệ với tên hỗn đản lữ chính cường kia. Thôi được rồi, ta cũng không nói nữa. Vân Tiêu Thiền nói. Xem ra, hai vị nhạc phụ đại nhân của mình đúng là có không ít khúc mắc đây mà. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Từ trong ngữ điệu của Vân Tiêu Thiên không khó để nhìn ra việc này. Thôi được rồi, việc tư thì để sau hắn nói. Chúng ta có chính sự trước đã. Vân Tiêu Thiên lập tức nghiêm túc hỏi Lục Tiêu Du. Người đã gặp qua nhất tông nhất môn, nhất giáo nhất trang đúng không? Ừ, sáng hôm nay đã gặp qua rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Lần này người tới thành cự giang cũng là vì bảo tàng của huyền thiên bí cảnh có phải không? Vân Tiêu Thiền lại hỏi. Lục Tiêu Du gật đầu đáp. Nhạc phụ, người cũng là vì huyền thiên bí cảnh nên mới tới đây đúng không? Không chỉ có mình ta, sợ là hiện tại trong thành cự giang đã có vô số cường giả tụ tập rồi. Vân Tiêu Thiên sau đó nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức rằng trên người của ngươi có một chiếc chìa khóa huyền thiên bí cảnh, có chuyện này hay không? Nhạc phụ, làm sao người lại biết ạ? À? Lục Thiêu Du có hơi dững người, thật không ngờ là Vân Khiếu Thiên cũng biết chuyện này, đúng là hơi dọa người một chút. Ta đương nhiên là có cách để biết được, người cũng đừng tò mò chuyện đó. Vân Khiếu Thiên lại nói, chìa khóa của huyền thiên bí cảnh tại sao lại ở trên người của ngươi? Dạ, trên người tiểu tử đúng là có một chiếc chìa khóa, Lục Tiêu Du gật đầu nói. Thế người tính toán thế nào? Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lé lên, nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Nhất tổng, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, bốn tiểu tế, sang mài tới thường nghị. Tiểu tế vốn tính là nếu như thật sự có thể lấy được đồ bên trong huyền thiền bí cảnh, thì sẽ chiết đều những thứ ấy lấy được bên trong huyền thiền bí cảnh với nhất tổng, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, Lục Tiêu Du nói muốn chia điều với nhất tổng nhất giáo, nhất bồn nhất trang, sợ là phi linh bồn của ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi cho là bọn chúng dễ nói chuyện lắm chắc. Phần kêu thiền hơi chậm từ một chút rồi lập tức nói. Chìa khóa nằm trong tay của tiểu tế. Bọn họ mà không đồng ý thì một nhát gãy đôi thôi. Lục thiêu dù nói. Vân tiêu thiên đột nhiên cười lên ha hả, ánh mắt lóe lên rồi nói. Có quyết đán, đủ ngoan độc, nhất tổng nhất môn, nhất giáo nhất trang, đúng là nhất định phải cho có bằng được cái chìa khóa đó. Có linh thiền bồn cắm một chân vào, ít nhất thì tên hỗn đản lưỡi chính cường kia còn không tới mức sẽ đối phó với người. Cho nên nói không chừng, nhất tổng nhất bồn nhất giáo nhất trang sẽ bị người ăn chắc rồi. Tiểu tế cũng chỉ muốn lấy được phần nên thuộc về mình mà thôi. Lục Thiêu Du nói. Thiếu Du. Vân Tiêu Tiện nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt cong lên, mỉm cười nói. Ta thấy thực lực của phi đình bồn người mặc dù không tệ, bất quá nếu so với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà nói thì sợ là còn chưa đủ đâu cho dù nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có đáp ứng vị yêu cầu của người đi nữa thì đám người công tôn hóa nhai ra cát tây phòng và đồng quy tinh dẫu không tới mức đối phó chính diện với phi đình bồn của ngươi bất quá nếu đánh lút ra tay thì khó mà nói được ta xem lần này vần dương tông của ta sẽ ở lại phi đình bồn của ngươi cũng có thể âm thầm tương trợ cho phi đình bồn của ngươi người thấy như thế nào? Cái này... Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe lên, trong đầu lập tức suy nghĩ. Lấy sự hiểu biết của Lục Tiêu Du đối với vị nhạc phụ đại nhân này của mình, thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hộ vệ của mình đâu. Thế nào hả? Ta giúp người, người còn không chịu sao? Vân Kiêu Thiền nhìn thấy biểu lộ của Lục Tiêu Du, thì ra mặt lập tức trầm xuống. Trong ánh mắt liền toát ra một cỗ ủy nghiêm vầy đây Lục Tiêu Du. Dạ dạ, tiểu tế không dám, lục tiêu du lập tức trả lời vậy ý của ngươi là đồng ý có đúng không Vân kiêu thiền lại hỏi cứ theo lời nhạc phụ đã nói đi ạ à? trên mặt lục tiêu du thì không lộ ra vẻ gì nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn bực không thôi vì nhạc phụ này rõ ràng là đang cậy thế ép người mình căn bản không thể nói chữ không được nhìn thấy lục tiêu du gật đầu Vân tiêu thiền lập tức mỉm cười nói dựa theo ước định kết bình của chúng ta lúc trước Lần này, Vân Dương Tông và Phi Linh Bôn liên thủ. Tới lúc đó, chiến lợi phẩm sẽ chia đều cho hai ai xuất được nhiều hơn. Người không có ý kiến gì chứ hả? già dạ, không dám có ý kiến gì. Lục Tiêu Du nào dám có ý kiến gì? Nếu lão già hỏa này không phải nhạc vụ của mình, thì sợ là Lục Tiêu Du đã sớm trở mặt rồi. Đây đúng là cướp bóc trắng trợn mà. Mình lại không thể nào cự tuyệt được. Phi Linh Bồn quả thực đã có mình ước như vậy với Vân Dương Tông. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không lấy không của ngươi đâu. Có ta và cường giả của vần Dương tông ở đây, phi linh bồn của ngươi cũng sẽ được đảm bảo hơn. Nhìn thấy về mặt đau khổ của lục thiếu du, vần kiêu thiên cười rất chỉ là thỏa mãn. Có thể khiến tên tiểu tự này im miệng một lần, đúng là rất thú vị. Trong lòng của lục tiêu du, lúc này cũng cảm thấy rất buồn bực. Vân dương tông lần này, thò một chân vào, mình thì không thể nào cự tuyệt được. Bật quá nghĩ kỹ lại. Thứ nhất, mình chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa mà thôi cách mục tiêu vào được bên trong huyền thiên bí cảnh còn xa vô cùng. Thứ hai là Vân Dương Tông đi theo phi linh môn của mình, thì thực lực của phi linh môn quả thực sẽ tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không gặp phải chuyện như đêm này nữa. Đêm nay, nếu không phải có vị nhạc vụ này của mình đuổi tới, thì sợ là mình đã gặp phải phiền toái lớn thật rồi. Nghĩ kỹ lại, thì trong lòng lục tiêu du liền thấy thoải mái hơn. Hiện tại, huyền thiên bí cảnh còn chưa thấy đâu. Mình nhất định là phải sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm Người của Vân Dương Tông và Linh Vũ Giới Đều biết trên người của mình Có một chiếc chìa khóa huyền thiền vi cảnh Nói không chừng những thế lực lớn kia Cũng đã biết Mình hiện tại quả thật như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió Nói không chừng là đêm mai Đêm mốt Thậm chí là mỗi đêm cũng sẽ có kẻ tự đánh lén Hôm nay Vận khí tốt nên mới có thể hóa nguy thành an Sau này thì không chừng Sẽ không còn may mắn như vậy nữa Nhạc phụ đại nhân Nếu như người đi theo phi đình bồn của ta thì liệu có bị Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang biết hay không? Với thần phận của nhạc phụ đại nhân, thì nếu như bị người của Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang biết được, thì sợ là sẽ không ít phiền toái đâu. Lục Tiêu Du ngẩng đầu rồi hỏi, nếu như Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang biết được vần rừng tông trà trộn vào bên trong phi linh môn, thì Lục Tiêu Du không cần nghĩ, cũng biết nhất định sẽ gây ra một đống phiền toái. Về điểm này thì ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng là ngoại môn trưởng lão của thiền địa các, từ trước tới nay, có nhiều việc cũng là lấy thân phận này để đi lại ở đại lục. Coi như cũng có chút rảnh tiếng. Không ít người đều gọi ta là phòng sát. Lần này, cường giả của Vân Dương Tông ta tới đây, toàn bộ đều đã sớm có thân phận trưởng lão bên trong thiên địa các rồi. Chưa từng bị lộ bao giờ. Đi theo phi linh môn của ngươi, nhất tổng nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không biết đâu. Chẳng chỉ cho rằng có thêm không ít cường giả gia nhập phi linh môn của ngươi mà thôi. Cùng lắm, đã đoán loạn thần phận của ta thôi, chứ không thể nào khẳng định được đâu, Vân Tiêu Thiền nói. Ngay cả Vân Tiêu Thiền cũng thường xuyên dùng thật vận trưởng lão của thiên địa các để ở lại đại lục. Lục Tiêu Du lại phải nhìn thiên địa các này với còn mắt khác rồi. Ánh mắt của hắn trầm xuống, liền hỏi. Nhạc vụ, vị không đình vương hôm nay đánh lén phi đình bốn của ta, rốt cuộc đã có địa vị thế nào? Lão quái đó sợ là sống cũng gần 200 năm rồi, hơn 100 năm trước đã bắt đầu nổi danh. Đặc biệt là về mặt phong tỏa không gian, hắn có sở trường đặc biệt, xem như là một lão quái khá có tiếng tăm, vốn là tán tu, theo tình hình hiện tại mà xem, thì chắc chắn là người này đã gia nhập Linh Vũ giới. Lần này hắn ra tay đối phó với người bị thất bại, chắc chắn sẽ còn có lần sau, sau này người nhất định phải cẩn thận hơn nữa." Vân Tiêu Thiền Nghiêm mặt nói. "Linh Vũ giới, tốt nhất là sau này đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi, bằng không, lần nào ta gặp các ngươi, sẽ không để cho các người yên được đâu kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo